vô. Ăn 7 lần vô đó rồi sao quay cơ lần mời được. Chưa? Mời á. Không đếm. Hai mời. Ba chục. Bốn mươi. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Nắm chưa? Rồi. Mỗi sáng mà bạn tập 50 cái trên minh chắc kết hợp với việc bạn hít đất 20 cái, bạn sẽ có cơ bắp săn chắc và cơ thể cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng mà hít đất kiểu này nè. Vô. Bạn khó nha. Với người bình thường á, các bạn đâu đây cho các bạn xem nữ á, à, từ 15 đến 19 tuổi, nữ mà các bạn hít đất được cỡ 15 cái, mà nam thì phải hít đất được 30 cái. 20 29 á, nữ là 20, nam là 35. Ở tuổi này rất là khỏe, rất là bền. 30 39 giảm xuống, nữ 13, nam phải hít đất được 20 cái. Còn ở tuổi 40 đến 49, nữ 11, nam hít đất 15 cái một lần thôi. Cái này là tối đa trong 60 giây ha. Rồi, còn tôi sẽ hít đất kiểu này. Bạn không cần phải thử đâu nha, thì xác suất của bạn không làm được đâu. Vô là em vô luôn hả? Ừ, vô. Em 40 tuổi em không hít đất được cái nào nè. Thì muốn hít đất được là phải tập luyện. Phải tập luyện đều thì cơ thể mới khỏe mạnh đều được nha. Vô này không hít đất được là vô này không khỏe. Không, vô này tập mông với tạ, vô này khỏe phần dưới. Chào nha. Ok. Rồi. Được chưa? 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bắt đầu chào rồi, 17, 18, 19, 20, 21, 22, đang tới 30 đi, 23, 24, 25, tiếp, 5. No. Ngợp hết. Dài rồi, kêu bưng lại mà đã dài rồi. Giờ vô thêm 5 cái nữa. Dạy không được. Hả? À, vậy thôi bữa sau đi. Độ rồi. Rồi các bạn nán. Tập. Mỗi ngày mà chịu khó nhẹ cho mình chắc là hít đất một chút thôi là bạn đủ để có một cơ thể khỏe mạnh rồi. Vấn đề là bạn phải đều đặn lên. Bởi vì nếu bạn không đập đều, bạn không thể nào bạn khỏe được. Nhớ nha.